Trung Quốc chỉ trích về sự can thiệp nước ngoài vào chính sách nội bộ. Tin từ Bắc Kinh, Trung Quốc đã công khai chỉ trích những gì mà họ gọi là can thiệp vào công việc nội bộ của mình sau khi cả Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã lên tiếng về việc bắt giữ một học giả người Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương. Hôm thứ Tư, cảnh sát của Bắc Kinh đã bắt giữ ông Ilham Tohti, một kinh tế gia đã đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và hiện nay không rõ ông đang bị giam giữ ở đâu. Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Hồng Lợi nói rằng ông Tohti bị tình nghi vi phạm pháp luật và hiện nay các phòng ban có liên quan của Trung Quốc đang xử lý trường hợp của ông theo pháp luật. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Quốc công khai nơi giam giữ ông Tohti và ít nhất 6 sinh viên của ông cũng đã bị bắt giữ và bảo đảm quyền lợi của họ, trong đó có tự do ngôn luận. Nói chuyện với các phóng viên tại Bắc Kinh vào hôm nay, đại sứ của Liên minh châu Âu tại Trung Quốc đã kêu gọi Bắc Kinh làm rõ các cáo buộc chống lại ông Tohti và nơi ông đang bị giam giữ. Ông Hồng Lỗi đáp trả rằng Bắc Kinh phản đối bất kỳ quốc gia nào hay đảng phái nào sử dụng nhân quyền như một cái cớ để chỉ trích việc thực thi pháp luật bình thường của một quốc gia khác và can thiệp vào nội bộ và chủ quyền tư pháp của nước đó. Việc giam giữ ông Tohti là dấu hiệu mới nhất của sự gia tăng đàn áp của chính phủ Trung Quốc đối với những người bất đồng chính kiến liên quan đến Tân Cương, nơi các cuộc bạo động trong năm qua đã làm chết ít nhất 91 người. Hôm nay, các phóng viên đã bị an ninh ngăn chặn, không cho đến nhà của vợ chồng ông Tohti để phỏng vấn vợ của ông. Hôm qua, bà đã không được cho phép rời khỏi nhà và hôm nay được phép ra ngoài mua thức ăn, nhưng có người đi theo canh chừng. Bà Gu Zailai đã nói với các phóng viên qua điện thoại từ cửa sổ của căn hộ ở tầng 17 là bà vô cùng lo lắng cho chồng và hy vọng rằng Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ có thể giúp gia đình của bà.